Xin chào anh em, hôm nay Carblog.vn tiếp tục lên một cái dòng sản phẩm màn hình Android cho một chiếc xe Ford EcoSport. Đấy, phiên bản thiếu thì hôm nay anh Tài lên cái chiếc màn hình Cova T1. Đây là sản phẩm của em nó này, thiết kế nó đặt phía trên này, cảm giác có vẻ nhìn thấy sang trọng hơn đúng không, có thêm cái tính năng đa phương tiện. Nắp cái sản phẩm này thì vẫn giữ zin được các cái tính năng ở phía dưới nhé anh em nhé. Đấy, vẫn giữ gì nhá. Ngoài ra thì ở các cái chuyển vô lăng này, tăng giảm âm lượng này, điều khiển giọng nói này, mở video nhạc sàn remix mới nhất. Đấy, nhạc sàn luôn này, chuyển kênh này, chuyển bài này. Mở camera hành trình. Đấy, để mở camera hành trình cho anh em nhé. Để có thể mở cả radio này, mở radio. Đấy, mở radio luôn nha anh em. Khi mà đọc qua những cái điều mà rất là hay luôn nãy giờ trong chương trình, mở luôn cả VTV này, mở VTV1. Đấy, tuyệt vời không các bác. Đấy, cái riêng cái dòng sản phẩm Cova có một điều rất là hay, đó là cái khiển vô lăng sẽ tích hợp được tất cả cái tính năng và điều khiển được tất cả những thứ mà anh em mong muốn. Ngay cả việc dẫn đường thì Cova cũng có hỗ trợ ba bản đồ gồm Google, Việt Map N1 chính hãng và Navitel. Đấy, lái xe trung úy quân nhân xuyên việt. Đây, qua cái giao diện phía trong của sản phẩm màn hình này. Đấy, N1 chính hãng này. Đấy, N1 chính hãng thì đã được cài trực tiếp trên cái dòng Cova T1 này. Khi các bác mà đi đường ở những cung đường mà lạ thì nó sẽ hỗ trợ về cái tốc độ. Hiện tại thì em đang để xe trong nhà nên là cái GPS hiện tại vẫn chưa bắt được các bác nhé. Đấy, phía ngoài này Cova thì có cả hỗ trợ về giám sát lộ trình xe, rồi là định vị xe. Đấy, và cái điều đặc biệt hay của cái dòng Cova này ấy là cái tính năng chỉnh âm thanh. Đây, ở cái phân khúc tầm trung thì cái phần chỉnh âm thanh của cái Cova rất là sâu. Đấy, em nhìn này. Đấy, thì ở đây các bác có thể điều chỉnh âm thanh theo cái thẩm âm mong muốn của mình. Và cũng chỉ duy nhất cái dòng bên em thì lắp đặt quá nhiều dòng sản phẩm thì em định giá là cái Cova thì có cái căn chỉnh âm thanh đi tuy cho cái chất lượng âm thanh nghe sâu và hay hơn tốt so với tất cả các dòng phân khúc tầm trung hiện nay trên thị trường. Đấy, đây là cái giao diện phía trong này. Con EcoSport này hiện tại cũng là đang là cái bản thiếu, nên là bác đã nâng cấp thêm một cái dòng cái thiết bị gập gương. Đây, thiết bị gập gương thì em nó chế dưới sẵn dưới này. Đây, bấm này, tự động gập gương này. Đấy, mở này. Thế các bác mà có nhu cầu mà bạc thiếu mà gập gương, đấy, các bác sẽ có liên hệ bên em. Bên em có bảo làm cả gập gương tự động cho các bác. Cái thiết bị này khi các bác ra khỏi xe và các bác khóa cửa thì ngay lập tức cũng sẽ khóa gập lại gương, gập gương cho các bác. Đấy, thiết bị lắp đặt màn hình Android nhìn rất là sang. Đấy, vẫn tích hợp được tất cả những tính năng phím cơ ở phía trên màn hình này, hoặc là phím khiển giọng nói này. Đấy, phía dưới thì nói chung là cũng không động chạm gì, phía trên thôi, phía trên thay đổi cái phần màn hình nhỏ phía trên. Đấy, và hỗ trợ cả vào lùi này, màn hình nhỏ trước không có lùi thì bây giờ bác ấy đã có vào lùi này. Đấy, và lùi rất là nét luôn này, có cả hỗ trợ hiển thị cảm biến này. Đấy, chất lượng màn hình căn sau với em đang nét này, nắp này rất là nét luôn nhá. Đấy, cảm ơn các bác nhé. Các bác mà có nhu cầu mà nâng cấp cái màn hình Android nó xe hơi ấy, thì các bác liên hệ với bên em nhé. Carblog.vn bên em thì chuyên nâng cấp các cái dòng sản phẩm màn hình Android. Đấy, các cái thiết bị âm thanh, loa hoặc là các cái sản phẩm phụ kiện như là ngay cả về gập gương, điện thoại bên em thì đều có thể hỗ trợ được, đó là cho các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ. Nếu các bác thích thì có vẻ là các bác like kênh giúp em nhé. Cảm ơn các bác, xin chào các bác.